lộn xộn. Bóng đã chạm vào các cầu thủ áo xanh, nhưng không có cầu thủ nào áo đỏ của Indonesia có thể áp sát để thực hiện cú dứt điểm. Và cuối cùng thì bóng đã nằm gọn trong tay của Gawin Thamsachana. Những phút cuối của trận đấu, chúng ta thấy là cầu thủ U23 Thái Lan họ đã không ngần ngại phạm lỗi và nhận thẻ. Chỉ tiêu mà Liên đoàn bóng đá Thái Lan đề ra với huấn luyện viên tạm quyền Manu Pukkin ở đội tuyển U23 Thái Lan tại SEA Games lần này đó là giành huy chương vàng. Và giờ đây thì ông đang cùng với các học trò đã đặt được một chân vào trận chung kết tranh huy chương vàng rồi. Đây là Jaturapat. Trọng tài đang cho cầu thủ Indonesia được hưởng phép lợi thế, nhưng sau đó thì trọng tài xác định là đã có lỗi để bóng chạm tay của Siarian. Hiệp phụ thứ hai cũng đã chuẩn bị bước sang thời gian bù giờ. Chiến thắng chung cuộc, một tấm vé để góp mặt ở trận chung kết cạnh tranh huy chương vàng môn bóng đá nam của SEA Games 31 đang tới rất gần với thầy trò huấn luyện viên Manu Pukkin. Còn khoảng gần nửa tiếng nữa là U23 Việt Nam cũng sẽ bước vào trận bán kết thứ hai. Và chúng ta thấy là sân Thiên Trường lúc này cổ động viên cũng đã thưa đi rất nhiều. Có lẽ là rất nhiều người đã trở về nhà để chuẩn bị đón xem thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo thi đấu rồi. Trận đấu này đã kéo dài hơn so với dự kiến của rất nhiều cổ động viên. Thời gian bù giờ cho hiệp thứ hai là 3 phút. Đường chuyền chính xác của quốc gia Anika. Những nỗ lực sau đó của Rio Fami đã không thành công. Và đội bóng 1 cũng không tốt, khiến cho Rio Fami gặp khó khăn trong tình huống xử lý sau đó. Manu Pukkin thì liên tiếp nhìn đồng hồ, hơn ai hết ông đang mong trận đấu kết thúc thật nhanh. Mati. Không còn nhiều thời gian, một tấm vé vào chơi trận chung kết đang đến rất gần với thầy trò Manu Pukkin. Họ đã làm tốt hơn rất nhiều so với 3 năm trước khi bị loại ở vòng bảng. William đưa bóng ra cột cờ góc để kéo dài thời gian. Tài xác định đó là một quả phát bóng lên cho Indonesia. Những phản ứng của William đã khiến anh phải nhận thẻ vàng. Và đó là thẻ vàng thứ hai rồi. Hai thẻ vàng thành một thẻ đỏ dành cho tiền vệ William bên phía U23 Thái Lan. U23 Thái Lan chỉ còn 10 người trên sân trong khoảng gần 1 phút còn lại. Các cầu thủ Indonesia có lẽ đã ước rằng chiếc thẻ đỏ này đến sớm hơn. Chắc chắn là William cảm thấy rất nuối tiếc với hành động thiếu kiềm chế vừa rồi của mình. Anh đã phải nhận thẻ vàng đầu tiên sau ít phút vào sân thấy chỗ của Benjamin Davis. Và vừa rồi, chiếc thẻ vàng thứ hai khiến cho anh sẽ không có cơ hội để thi đấu trận chung kết tranh huy chương vàng. Một trận đấu mà cầu thủ U23 Thái Lan chấp nhận phạm lỗi, chấp nhận nhận thẻ để ngăn cản, không cho cầu thủ Indonesia có cơ hội để ghi bàn. Quyết định đã được đưa ra và chiếc thẻ đỏ dành cho William là không thể thay đổi. Những cơ hội cuối cùng trong trận đấu dành cho cầu thủ Indonesia, đường chuyền của Rio Fami. Cơ hội. Mati đã phá bóng lên. Rất có thể là sẽ còn có được thêm một phút bù giờ nữa.
lỗi đạp bóng vừa rồi của Mark Anthony Clark. Trận đấu đang trở nên rất nóng. Một chiếc thẻ đỏ trực tiếp vừa được trọng tài rút ra dành cho cầu thủ vào thay người của Indonesia, đó là Fiesta. Hai chiếc thẻ đỏ và rất nhiều những thẻ vàng đã được trọng tài người cát tiểu của quốc Ả Rập Thống Nhất, ông Amula, rút ra ở trong trận bán kết đầu tiên của môn bóng đá nam tại SEA Games 31. Những con số đó thôi cũng đang cho chúng ta thấy là tính chất căng thẳng, sự hấp dẫn và kịch tính của cặp đấu này là như thế nào. Trong khi đó, ở bên ngoài đường pit lúc này, William vẫn đang cãi cự với trọng tài. Cầu thủ này vẫn không tâm phục khẩu phục với quyết định của các trọng tài khi giúp cho anh hai tấm thẻ vàng. Và vừa có thêm một thẻ vàng nữa dành cho trung vệ Jonathan Khemri, người đó là Irianto bên phía Indonesia đã phải nhận thẻ vàng thứ hai. Trận đấu có lẽ sẽ còn được nhớ đến rất lâu, rất kịch tính. Ba chiếc thẻ đỏ đã được trọng tài rút ra ở trong trận đấu này, trong đó có hai chiếc thẻ đỏ tới với cầu thủ Indonesia, đó là Fiesta và Irianto. Là một cái kết không mong muốn với Indonesia. Như vậy là với việc vắng Irianto và Fiesta thì cầu thủ Indonesia thậm chí là còn bị ảnh hưởng tới lực lượng ở trong trận đấu tranh huy chương đồng diễn ra vào chiều ngày 22 tháng 5 tới đây. Trận đấu rất nóng và như vậy là thứ tư rồi. Cả hai đội đều tổn thất quá lớn về lực lượng ở trận đấu ngày hôm nay, trong đó có cả những tổn thất không đáng có với những cái cự không đáng có ở những phút cuối cùng của trận đấu. Ngoài việc tổn hao quá nhiều về thể lực sau hơn 120 phút thì họ gặp cả tổn thất về lực lượng nữa. Tấm thẻ đỏ thứ tư, hai dành cho Thái Lan, hai cho Indonesia. Đội hưởng lợi ở những trận đấu tranh huy chương vàng, huy chương đồng chắc chắn là đội tuyển U23 Việt Nam và Myanmar thôi. Như vậy Indonesia phải nhận tới 3 thẻ đỏ chứ không phải 2. Trong vòng ít phút, trọng tài người các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã rút ra một cơn mưa thẻ. Trong 3 thẻ đỏ dành cho cầu thủ Indonesia thì có 2 thẻ đỏ tới từ việc cầu thủ không kiềm chế và phải nhận thẻ vàng thứ hai. Ricky Kambua là một trong hai trường hợp đó, bên cạnh hậu vệ Irianto. Còn Fiesta, người vào sân thay người, phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Bốn chiếc thẻ đỏ đã được trọng tài người các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đó là ông Yaya Amura, rút ra. Ở SEA Games lần trước tổ chức tại Việt Nam thì hai đội bóng Thái Lan và Indonesia cũng đã từng tạo nên một hình ảnh rất xấu khi thi đấu trên sân Thống Nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Hai đội nhường nhau, không đội nào muốn thắng, không đội nào muốn ghi bàn. Và bây giờ lại là một trận đấu có lẽ là một hình ảnh mà rất nhiều người không muốn thấy. Thời gian đã bù giờ của hiệp phụ thứ hai này là 3 phút, nhưng bây giờ đã bị gián đoạn rất nhiều và đã sang phút bù giờ thứ 8. Trận đấu vẫn chưa kết thúc. Một cơn mưa thẻ ở trong trận bán kết đầu tiên môn bóng đá nam tại SEA Games 31. Như vậy là trận đấu đã kết thúc. Các cầu thủ Indonesia rời sân chỉ còn 8 người. Một chiến thắng nhọc nhằn, vất vả nhưng rất xứng đáng với những gì mà cầu thủ U23 Thái Lan đã thể hiện. Hiệp 1 là hiệp mang lại quá nhiều sự lo lắng đối với những người hâm mộ bóng đá Thái Lan khi để cho Indonesia thi đấu ép sân, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm.